sạch. Lâu lâu dọc cho nó đã. Trời ơi, tại không bắt tiếng cá luôn. Ghê 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 ghê. Ghê rồi. Anh chơi chơi. Nhìn nó vàng quá. Bỏ cá vô. Thôi không chơi nữa. Ê, dính nè, dính nè. Nè. Nhổ ra dân lưới cá nè. Đập tấm tấm á. Đây là mớ hồi nãy mấy anh em mình văn trước nè. Được mớ này nè, xong cái mần. Văn nhiều mần. Mần bỏ vô tủ lạnh. Cái này nó lên bờ cái là nó chết rồi. Đứng nước là nó chết rồi. Lên nữa phải mần liền. Lại mấy anh em tranh thủ kiếm mớ cá này nè. Mai cái làm cái món này hấp dẫn lắm. Độc và lạ không? Độc lạ luôn. Món này ăn là ba cháy bù chét luôn á. Tôi thấy không biết ba cháy bù chét không chứ tao thấy lạnh rồi đó. Thôi mần hết này nghỉ. Mần hết này đi nghỉ. Nhiều chứ bộ này cả ký hơn ký ha. Với lại dưới đè nó không được bự, nó giòn giòn vậy không à. Nó không phải ngoài kinh á, cái thật giấy anh. Ngoài kinh thì bự nhỏ đủ cỡ. Mà bự thì thấy nhiều hơn. Còn ở trong đìa thì nó cỡ gì thôi. Này anh em mình làm xong rồi, mai anh em mình làm tiếp. Xin chào cả nhà. Ơ chào. Này hôm nay em giao anh cái này nè. Đó. Cái này là hôm qua anh em mình giăng lưới đè nhà được mớ à. Nè. Con cá này trên ký á, mà cá sạc này nó ngon hơn cá sạc kinh nè. Này nó ngon hơn. Rồi, bây giờ cả nhà nhìn về là cũng biết hôm nay anh em mình làm món nào rồi đó nha. Cá sạc bằm giòn hú qua. Giòn qua. Đây cũng có mớ thịt ba rọi này là người ta xay sẵn rồi. Với hủ qua mình nhòm vô. Bây giờ anh làm cái này đi anh. Ừ. Mấy cái này giao cho em đi. Bây giờ mình sẽ bầm cá này ra. Bầm nhuyễn ra rồi cái mình dọn hủ qua. Cái loại hủ qua này nè, hủ qua này nè. Thuốc nữa hả? À, ăn thì bệnh rồi.
móc ruột ra xong cái em ấy cho anh mớ tỏi với hành tím đi. Cái màng trắng trắng trong đây nè, nó ăn nó cũng đắng lắm. Lát mình cạo bỏ cái màng trắng này nè. Rồi, đây mình cũng bầm. Bầm cũng hơi lâu à. Bầm được bao nhiêu đây? Với mình trộn một ít thịt ba gọi vô nữa cho nó dai. Còn cái chén này là để lát mình chiên cho camera. Nói cỡ nào nói là ăn cá không được là không. Nãy giờ năn nỉ ra ống luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhồi mình bớt cho nó dẻ cá lại. Bữa nay chơi lớn khỏi chơi thịt luôn anh. Dòng cá không luôn. Có cũng có thịt nè mà chút xíu à, chút xíu thịt à. Cá không à. Rồi bây giờ mình sẽ đây, em mình nãy cũng có bầm sẵn là một ít hành lá, ớt rồi tỏi, hành tím trong đây nữa. Mình sẽ cho nè. Cho camera ăn miếng hay camera? Miếng. À, được chưa? Rồi còn nhiêu đây là mình sẽ cho qua đây hết. Mình trộn chung ăn cho nó thơm. Cái này anh phải trộn hơi lâu cho nó dẻo vô á. Đó đó, là phải bóp đại vô nè. Không luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một tí gia vị vô để cho nó thấm, bóp cho nó thấm luôn, thấm đều hết luôn. Rồi, đúng rồi, làm vậy là đúng rồi đó. Cái này mình bắt trước đi, rồi lát cái nhét vô khổ qua cái xong mình bỏ vô luôn. Đây mình sẽ cho thêm một miếng tiêu đó, tiêu xay đó cho nó thơm. Hết luôn ấy. Hết luôn. Mặn. Trời ơi, mình ăn cay được mà sợ gì. Nãy em bầm một mớ ớt cả đống luôn á. Vậy ăn mới đã. Mình cũng mới cho thêm một tí dầu ăn vô đây nè cho nó bóng nó thơm. Khi mình chiên nó không có bị rã đâu anh. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chơi thêm tiêu hột nữa. Đó. Rồi tiêu hột về mình đưa lại. Nếu có cho tôm nguyên con vô luôn không anh? Mặn á, cho tôm nguyên con là mặn đó. Rồi cho mình nhét vô chính giữa. Em ăn à? Ừ. Rồi để thử coi, thử coi cái gia vị nó có đủ tôm, chưa. Có tôm đó, lát nặng bỏ vô luôn. Không, cục ăn luôn anh, ăn luôn. Người ta đâu có khùng. Cái này không bẻ bẻ cuốn ra. Này nó bỏ vô luôn, nặng nặng vô ai ăn chín này ăn luôn nha. Hên xui quá không? Hên xui. Ờ, ok. Tao nhét tao biết mà. Rồi, bây giờ mình sẽ nhồm vô. Nhiều ha.
này nữa. Nè xuống. Vô. Làm dấu đi. Thôi. Nhìn biết à, không cần dấu đâu. Hên xui nha, trúng là của dứt rồi nha. Gì? Gì phải không? Bỏ vô nước sôi luôn rồi nè. Trời ơi, hồn. Ô, hồi nãy mình thấy ít, nãy anh tưởng ít, ai ngờ nhiều. Nhiều nó cá nhiều. Cá bầm ra cũng nhiều. Bầm ra nó không có mắc thịt. Ủa nguyên à. Nhét vô nhìn thấy khổ qua nó hả? Anh đè ém cứng luôn á. Chạo bớt đi anh, để lát nó nở ra nữa. Nở rồi là thật đó. Cầm bầm ra còn mình làm quá trời luôn, hồi nãy bầm 16 trái rồi còn làm ra đây rồi bỏ viên nữa. Bữa nay là đã luôn nè, bữa nay là đã. Rồi đây. Đó, mình làm nãy giờ cũng tiếng mấy 2 tiếng rồi, lâu rồi. Mình chưa bỏ gì, mình thử coi. Bây giờ mình sẽ ngon tí muối vô. Ai da. Có gì mình thêm nước vô, không sao mình thêm nước vô được. Cái này húp nước này nó ngon rồi. Thu vậy mà vừa luôn. Bây giờ mình sẽ cho đậu hành vô, hành lá lên nữa, sạn chỗ thưởng thức thôi. Hấp dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Đây để em làm thử cái canh khổ qua. Khổ qua nước nhiều ngon. Rồi mời cả nhà nha. Nước hay sao? Hơi nước á, mình chan ăn á, với nó thêm cái hơi thôi.
của vị đắng của khổ qua ra, ăn với cơm ngon. Làm cục mì, mì giò viên chấm với nước mắm trong nha. Ăn mướp á, vừa với chấm cái nước mắm đó. Vừa luôn hả? Vừa. À, cũng làm một cục bò viên thôi. Viên cá. Cá không nó ngon lắm. Mời cả nhà nha. Trưa mà ăn cơm kiểu này là hết sảy luôn á. Cũng có lý quá chứ. Rồi anh thử miếng cá đi. Anh lấy nguyên trái này ra, anh sắn sắn thành phần ha. Lấy rồi. Sắn thành phần lấy cái muỗng. Nóng quá. Làm thử cái miếng này. Nếu là cá này á, chiên thấy ngon hơn. Chiên ăn cũng ngon. Làm thử miếng này. Vậy cũng đã. Nãy ướp về cái này chấm với nước mắm. Đây anh ướp ít thôi. Anh làm miếng khổ qua. Khổ qua này không có đắng dữ, dừa thôi, hơi đắng đắng, nó không đắng dữ. Thôi công nhận số hơn ghê luôn, chắc ngay dấu hàng gì chắc hơi cứng cứng, chắc ngay trái ớt luôn. Rồi vậy anh ăn luôn đi. Nè, có nè, nè nguyên trái ớt hồi nãy nhét vô. Khổ qua nó không có đắng à. Không đâu, thử miếng khổ qua, nó không có đắng. Nè, dừa. Thử nguyên, ồ, có ớt nữa, có tôm nữa. Đúng rồi. Khổ qua không có đắng. Cho miếng nào. À. Cục cái kia. Cục này hả? Khổ qua đỏ đó. Cái này chiên lên nhìn biết à. Cá hay thịt nhìn biết liền. Quá dành chán luôn. Mày ăn nước không? Nước đâu có gì đâu, nước hú qua mà. Đây là anh đem cái chén mắm vô đây luôn nè. Mời cả nhà nha. Cá sặc này hồi đó hồi xưa là em đi ra ngoài trước như đẻ, em bắt một cái màu gì một lần luôn á. Cái xong cái bầm vậy nè. Cái xong cái bầm chiên vậy nè. Nó ngon. Mà cái sặc nhỏ nhỏ vậy nè, nó ngon hơn cái sặc giấy. Cái sặc giấy chứ không bằng. Nó bự quá xương nhiều à. Thịt không có nhiều. Chan nước vô kìa. Chan nước vô thử đi. Đâu có gì đâu. Đâu gì đâu thiệt. Có chừng sát trúng trái ớt nữa rồi đó.
cái lớp mà ở bên trong của nó hơi cứng. Thiệt, em chan miếng nước em hút thử coi. Nó ngọt không? Với lại một bữa nay hơi ồn nữa. Có gì cả nhà thông cảm cho mấy anh em mình nha. Nãy giờ kêu Kumon đi bỏ cá vô ông bơm mà Kumon không đi. Không, ổng đứa ông cắt cỏ bên kia. Nếu xong là ổng qua là mình chạy không kịp đó. Cái món này nè là hôm qua mấy anh em mình chịu cực á, lội xuống địa nhà rồi giăng lưới bắt nó khoảng nửa tiếng hay một tiếng gì đó, mình thăm một lần rồi mình gom ra mình mặn sẵn hết á, rồi mình bỏ vô cái hộp nên cá nó không có được bự như nhỏ nhỏ mà chịu khó mặn á, mặn rồi xong bằm vậy nè ăn ngon. Cái này ăn vậy là nhích nắp rồi còn gì bằng nữa. Những ngày hôm qua thả lưới xuống văn nó dính nhiều lắm, cái đầu á những cái sau rồi nó hết vậy thì bắt hết của người ta phải hết thôi. Không, chắc nó sợ nó chuối như thế. Nó mà chuối mà nó lặn kiếm cắn. Còn nước không cho camera đứng lại thôi. Con đại đi không ừ. Sao đâu hết tên rồi hấp nước không cũng ngon làm cùng mày để miếng đó hay da đứng qua kia. Thầm xong rồi hủ qua đứng đủ đắng đâu. Mất rồi đó. Hết xăng rồi. Hết dầu. Hết dầu. Quá. Lâu rồi đó. Lâu rồi mới ăn loại à. Em cũng lâu rồi mới ăn thịt heo nè. Lâu rồi. Mà mấy cái này á bây giờ ở ngoài như thủy địa hoặc là mấy cái mương hết các bạn à. Thì còn trong địa nhà còn à. Ta bắt quá ta ăn được á, ta bắt quá trời. Nó ngon bầm về là nó là số dách. Chiên vậy ha, cái bắt đầu em sắc ra, sắc ra, cái bắt đầu em trộn ăn gạo thống với bún cũng ngon, bún giống bún thịt nướng phải không? Ừ. Nước ngon, ơi, nãy quên một thao nước đầy luôn, rồi. Còn miếng kìa em ăn luôn đi. Trời ơi. Cho được nhiều ăn. Nằm đây nè. Nằm đây nè.
Rồi thôi, tới đây mấy anh em mình xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà nha. Và đừng quên chia sẻ, ủng hộ anh em mình.